Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta trong bài học số 27, Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời, nhanh chóng, tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa Chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên trên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây thì hãy nhấn nút đăng ký. Trên kênh sẽ có rất nhiều các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta tham khảo. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các em hãy mở sách giáo khoa trong 180 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Như các bạn đã biết thì người hiện đại đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng 40.000 năm. Đến nay thì số lượng người trên trái đất đã lên tới hàng tỷ người và phân bố khắp các châu lục, trừ đi châu Nam Cực. Vậy thì em có biết số dân và sự phân bố dân cư trên thế giới sẽ thay đổi như thế nào không? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung bài ngày hôm nay qua 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là dân số trên thế giới. Nội dung thứ hai là phân bố dân cư thế giới. Nội dung thứ ba là một số thành phố đông dân nhất trên thế giới. Và nội dung thứ tư, nội dung cuối cùng thì cô trò chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi phần luyện tập và vận dụng. Và trong bài học này thì chúng ta sẽ được học thành hai tiết. Tiết số 1 thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về dân số thế giới. Và tiết số 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về dân số thế giới. Thì các bạn hãy đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình số 1. Hãy cho cô biết số dân thế giới năm 2018 là bao nhiêu và số dân thế giới thay đổi như thế nào qua các năm. Thì chúng ta quan sát ở trong hình số 1 đó là hình ảnh về số dân trên thế giới. Nó là biểu đồ. Biểu đồ này xuất phát từ năm 1804 cho đến năm 2018. Thì năm 1804, dân số trên toàn thế giới đạt 1 tỷ người. Và đến năm 2018 thì đã có cột mốc số liệu đây. Thì các bạn có thể quan sát được số liệu của từng cột. Chúng ta sẽ biết được từng năm có số dân là bao nhiêu. Thì chúng ta thấy là năm 2018 thì số dân của thế giới đạt 7,6 tỷ người. Và số dân thế giới thay đổi như thế nào thì chúng ta thấy là cái khoảng cách mà từ 1 tỷ người lên 2 tỷ người lên 3 tỷ người lên 4, 5, 6, 7 tỷ người thì đang ngày càng thu ngắn lại bằng khoảng cách giữa các cột đấy. Thì chúng ta thấy đã ngày càng thu ngắn lại. Từ đó thì chúng ta rút được ra một số kết luận sau đây về dân số ở trên thế giới. Đó là quy mô dân số thế giới năm 2018 là 7,6 tỷ người và xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới thời kỳ 1804-2018 như sau. Quy mô dân số thế giới có xu hướng tăng qua các năm và năm 1804 thì lần đầu tiên dân số thế giới đạt quy mô 1 tỷ người. Thời gian dân số tăng thêm 1 tỷ người ngày càng rút ngắn lại và để tăng từ 1 tỷ lên 2 tỷ người mất 123 năm, nhưng từ 2 lên 3 tỷ người thì chỉ mất 33 năm, từ 3 lên 4 tỷ người thì chỉ còn lại 14 năm. Thì chúng ta thấy cái khoảng cách nó đang ngày càng thu hẹp lại. Và các bạn có thể nhanh chóng ghi chép lại phần nội dung này để chúng ta sử dụng làm tư liệu học bài. Có nội dung chính của phần số 1, đó là năm 2018 thì dân số thế giới là 7,6 tỷ người sinh sống ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô dân số thế giới thì ngày càng lớn và tăng nhanh. Sau đây thì các bạn hãy quan sát cho cô hình 1.1 này. Ở đây là hình ảnh của tháp tuổi. Và hãy so sánh số người dưới độ tuổi lao động trong độ tuổi lao động, ngoài độ tuổi lao động của hai tháp và nhận xét về tháp tuổi. Thì các bạn khi quan sát về tháp tuổi thì các bạn có thể xem được như sau. Những người dưới độ tuổi lao động thì sẽ là phần màu xanh lá. Người thì sẽ là những người có số tuổi từ 0 cho đến 14 tuổi. Còn những người trong độ tuổi lao động là màu xanh dương đạt từ những người đạt có mức tuổi từ 15 cho đến 59 tuổi. Và số người trên độ tuổi lao động, hay chúng ta hay thường nói đó là những người về hưu ấy, thì sẽ từ 60 tuổi trở lên.
Và các bạn có thể thấy là hình dạng của hai tháp tuổi có hình dạng khác nhau đúng không? Ở bên trái thì chúng ta thấy là có phần đáy tháp rộng và thu hẹp dần khi đi về phía đỉnh tháp. Còn ở bên phải thì phần đáy tháp thì đã thu hẹp hơn so với ở bên trái. Và ở giữa phình to hơn. Và cuối cùng là trên đỉnh thì cũng đã có sự mở rộng hơn. Thì hai tháp tuổi này, bên tháp tuổi bên trái thì người ta sẽ gọi là tháp tuổi phát triển và tháp tuổi bên phải là tháp tuổi ổn định. Đồng thời ở tháp tuổi thì các bạn có thể xem được là những số người trong các độ tuổi của giới tính nam và nữ. Ngoài chúng ta xem được độ tuổi, chúng ta có thể xem được giới tính, xem là trong cái cơ cấu dân số thì có bao nhiêu người là nữ tỷ lệ bao nhiêu và nam tỷ lệ là bao nhiêu. Và trong từng độ tuổi thì nam chiếm tỷ lệ là bao nhiêu và nữ chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Ví dụ như ở tháp bên trái chẳng hạn, vào độ tuổi từ 0 cho đến 4 tuổi thì chúng ta có thể thấy được là nam là 5,5 triệu người, còn nữ rơi vào khoảng cũng 5,5 triệu người. Nhưng mà khi đến các độ tuổi khác nhau thì sẽ có sự khác biệt rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là khi đến độ tuổi trưởng thành, tức là từ 15 tuổi trở lên ấy, chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ nữ giới thì luôn nhiều hơn nam giới. Còn ở bên phải thì khi ở độ tuổi từ 60 tuổi trở lên thì nữ giới sẽ nhiều hơn nam giới. Còn ở các độ tuổi khác thì tương đối là cân bằng. Từ đó chúng ta rút ra được nhận xét về tháp tuổi như sau. Tháp tuổi sẽ cho biết được đặc điểm cụ thể của dân số qua giới tính này, qua độ tuổi này, nguồn lao động hiện tại và tương lai của một địa phương hay một quốc gia. Thì ví dụ chúng ta thấy ở cái bên tháp tuổi bên trái thì tương lai nguồn lao động ở đây sẽ có được bổ sung rất là nhiều lao động và những lao động trẻ, bởi vì là có những người ở dưới độ tuổi lao động đông đúng không? Còn ở tháp tuổi bên phải thì tương lai lao động ở đây sẽ chủ yếu là các lao động già sẽ bị thiếu lao động, bởi vì là số người dưới độ tuổi lao động, tức là cái nguồn lao động bổ sung sau này thì đang có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân nào thì khiến cho tốc độ tăng dân số có sự khác nhau giữa các giai đoạn? Chúng ta thấy ở trên hình ban đầu, chúng ta thấy có từng giai đoạn, có giai đoạn thì mất rất là nhiều thời gian thì dân số mới tăng lên 1 tỷ người đúng không? Tuy nhiên thì gần đây thì để tăng thêm 1 tỷ người thì thời gian rất là ngắn. Vậy thì nguyên nhân nào đã khiến cho tình trạng đó xảy ra? Thì ở đây dân số có tăng chậm do trước kia thì xảy ra rất là nhiều chiến tranh này, các dịch bệnh này, khi khoa học y tế chưa phát triển này và tình trạng nghèo đói. Cho nên là khi mà con người sinh ra thì không có sự phát triển của y tế, giáo dục và kinh tế thì khiến cho cái tỷ lệ tử vong rất là nhiều. Cho nên là để dân số tăng lên 1 triệu người, 1 tỷ người thì rất là lâu. Còn hiện nay thì dân số tăng nhanh do trình độ phát triển của kinh tế và khoa học y tế giáo dục thì ngày càng phát triển đã khiến cho tỷ lệ sinh cao và tỷ lệ tử thì đang có xu hướng ngày càng giảm dần đi, cho nên là tốc độ tăng trưởng dân số ngày càng nhanh. Thì chúng ta cũng có thể thấy là trong cái giai đoạn 1900 đến năm 2000, các bạn có thể nhìn thấy ở trên này thì chúng ta thấy cái biểu đồ về tăng trưởng dân số nó đang vượt lên rất là cao. Vậy nguyên đấy chính là cái tình trạng bùng nổ dân số. Vậy bùng nổ dân số được định nghĩa như thế nào? Thì bùng nổ dân số sẽ xảy ra khi tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm trên 2,1%. Còn nguyên nhân mà xảy ra thì do đời sống được cải thiện, những tiến bộ về y tế sẽ làm giảm nhanh tỷ lệ tử vong, trong khi tỷ lệ sinh vẫn còn cao, cô đã nói ở trên ấy. Và nhu cầu về lực lượng sản xuất thì các quốc gia kém phát triển có nhu cầu về nguồn lao động chân tay cao, cho nên là sinh nhiều. Và cái quan niệm lạc hậu
Có nhiều quốc gia thì vẫn có quan điểm là sinh nhiều con và tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ví dụ các bạn có những người sinh nhiều con gái rồi nhưng mà chưa có con trai, cho nên là người ta vẫn tiếp tục để sinh khi nào có con trai. Đấy là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Và từ đó sẽ dẫn đến rất là nhiều hậu quả, ví dụ như là tạo sức ép đối với các vấn đề về y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, tài nguyên môi trường, kìm hãm sự phát triển của kinh tế xã hội, gia tăng các tệ nạn xã hội. Và chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái biện pháp để có thể giảm thiểu sự bùng nổ dân số này bằng cách thực hiện tốt các chính sách dân số và phát triển kinh tế xã hội để hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì thời kỳ bùng nổ dân số quá nhanh thì nhà nước đã tiến hành biện pháp đó là khuyến khích mỗi gia đình chỉ nên sinh 2 con dù trai hay gái. Thì như thế sẽ giảm được cái tốc độ gia tăng dân số, hay là Trung Quốc đúng không? Sẽ nổi bật với chính sách dân số 1 con, mỗi gia đình chỉ được sinh 1 con thôi thì sẽ giảm được cái tốc độ gia tăng dân số lại và sẽ khiến cho dân số không bị bùng nổ. Ở trong này thì cô có một cái bài hát của Việt Nam vì tương lai dân số Việt Nam. Thì ở đây các bạn hãy tìm các từ khóa nói về các biện pháp nâng cao chất lượng dân số cho cô. Chúng ta hãy tìm các từ khóa. Thì ở đây cô có đưa ra các từ khóa sau đây các bạn có thể nhớ, đó là không phân biệt gái trai, lọc bệnh tật trước khi sinh và tuổi thọ tăng, hủ tục hôn nhân lui và xây dựng đời sống mới. Thì đây chính là những cái giải pháp mà giúp cho việc bùng nổ dân số này sẽ bị giảm, hạn chế lại. Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật nội dung của các bài học mới nhé!